Hiện nay, hàng nghìn hecta lúa và hoa mùa vụ đông xuân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang chuẩn bị đứng cái làm đồng, nhưng bị chuột cắn phá, gây thiệt hại nghiêm trọng cho bà con nông dân. Trước tình hình đó, thì ngành nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam đã hướng dẫn và triển khai nhiều biện pháp diệt chuột để bảo vệ mùa màng. Vụ đông xuân năm nay, chuột gây hại nhiều cho cây lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do thời tiết ấm hơn, thuận lợi cho chuột sinh sản. Để tiến hành tiêu diệt chuột, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam khuyến cáo nhân dân tiến hành đồng loạt 3 biện pháp gồm đặt bẫy, đánh bả và đảo hàng bắt chuột. Ngoài ra cũng yêu cầu nhân dân tiến hành thu gom xác bả chuột để tránh gây ô nhiễm môi trường và an toàn cho con người, vật nuôi. Đảo hàng bắt chuột. Thì trong cái thời điểm hiện nay á, thì cái biện pháp này chỉ áp dụng đó với những cái bờ cao gò đồi để tránh các thất thoát nước cũng như là hư hại các cái cây mương vân vân. Thì đối với biện pháp này thì chúng ta phải ra quân diệt chuột đồng loạt. Trong tất cả các cái thông báo hướng dẫn thì bao giờ cũng có cái lưu ý người dân là nghiêm cấm việc dùng điện để bẫy bắt chuột. Vụ đông xuân năm nay, tỉnh Quảng Nam gieo xạ khoảng 42.000 hecta lúa. Để giảm thiệt hại do chuột gây ra, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện đồng bộ các biện pháp diệt chuột để bảo vệ mùa màng, đồng thời nghiêm cấm việc sử dụng điện để diệt chuột nhằm bảo đảm an toàn tính mạng con người.